ngày 1, ngày 2 tháng 9 nè. Ngày 16, 13, 17 tháng tháng 10 nè. Ngày cái ngày đó ngày ngày quan tâm. Nếu mà nó được chấp nhận thì giá Bitcoin có thể nó lên nó đánh vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó 70 000 ngàn chỉ qua vài ngày chờ thôi. Cẩn thận, ngày là những cái ngày này, cái đó, đó là đồng tin đầu tiên. Thông tin thứ hai là Ethereum Future ETF. Cái cái Ethereum Future ETF á, nó cũng quan trọng nếu nó chấp nhận đúng không ok thì nó giúp đỡ nguyên cộng đồng tiền điện tử luôn là ok vừa rồi nó đã chấp nhận cái cái future uh, tương lai bitcoin etf thì ngay bây giờ cái ethereum thì nó cũng chấp nhận và nếu nó chấp nhận như vậy á, thì nó sẽ tất cả mọi thứ sẽ cũng bay luôn ok cái thứ ba thông tin bạn nên quan tâm thì rõ ràng bạn cũng đã biết cái btc halving tháng tư tháng tư tháng năm 2024 nhưng mà giá sẽ chạy trước đó giá sẽ chạy lên tới 100 hoặc hơn trước khi đó. Trùng hợp với vừa rồi, Adam cũng ra nói, nó sẽ chạy trước vậy bởi vì sao? Cái supply nó đang bị siết lại, không còn Bitcoin nữa đâu mà mua. Thì nó đã vậy. Ok. Cái thông tin thứ tư là 2024 tới 2024 lần thì nó sẽ thay đổi tổng thống. Và nếu nó thay đổi tổng thống vậy đó, nếu, ngày nhớ này ông Robert Kennedy. Nếu mà ông Robert Kennedy ông thắng thì vừa rồi ông nói, nói là riêng ông sẽ không đánh thuế đầu tư vô Bitcoin. Không đánh thuế về cái thu nhập của Bitcoin thì bạn nghĩ giá Bitcoin sẽ đi đâu? Và ngay bây giờ cái ông đó cực kỳ cực kỳ nổi tiếng bởi vì sao? Ông là dòng họ với Kennedy. Cha ông là bị ám sát. Ờ, đáng lẽ là lúc mà cha ông bị ám sát đáng lẽ là nhà nước Mỹ phải hỗ trợ ông chứ. Đúng không? Phải gọi là phải hỗ trợ hết hết cái cuộc đời của ông. Đúng không? đúng không ok phải bảo vệ ổng chứ nhưng riêng ổng nghe riêng ổng lúc cha ổng bị ám sát xong là gia đình của ổng là bị vứt qua một bên không có ai lo lo lắng cho hết và cái đó là sai luật của nước mỹ ok và ông đó ông có tiếng nói rất lớn trong cộng đồng người mỹ và ổng biết rất là rõ và sâu xa ổng là người ăn học biết rất là rất là rõ và sâu xa về cái vấn đề giống như c 19 chín vân vân và vân vân, vân đã được phát hành đã được chế tạo từ đâu